biết ông Nam Vũ, ổng ở đây là cũng như ổng tới lui, ổng dắt con bảo bé con Ngọc đi chơi, tới lui rồi ổng cũng tiếp là con Hồng là đỡ lên đỡ xuống vàng Hồng, cái ổng đi bắt cá rồi này kia, ổng hiền lắm mà ổng nhậu làm như là ổng quỷ dục, ổng đã tới thời kỳ ổng Trời ơi, trời ơi. rồi, cái ổng tắm rửa làm như tới đó ổng mắc kiểm soát đó, bữa đó mấy anh Mà công phải chị gọi ổng một lần tắm đâu, nghe nói tắm từ đó giờ rồi thì mà. ổng tắm hoài Tắm à, lắm, mà bữa tắm đó thường gì nè, liền. ổng nhậu ở đâu ông Trời Kim á, ơi, vậy là có ma men ngày. ông Kim ông kể là Thấy ổng không? nhậu với vườn xài nữa Hoài chừng à. ông, rồi về đó về cái con nhỏ này gặp ổng nó chạy theo à, mở mắt má nó chưa thức thì nó chạy vô tới chổng à, bữa thì bữa kiếm ổng mến ổng lắm, rồi cái bữa đi xuống xã nó kêu ông Năm nữa tên thằng bữa đó chở về quay hiện trường chạy vô mừng ổng lắm, trời ơi trời, nó mến ổng lắm. Mấy cái kiểu đó kêu rồi luôn, hoài không à, cái tiếng kêu đó lương tâm nào chịu nổi trời. Thì mà công cái ông này ổng cũng tính cua con mẹ, cũng như là về đây nè nói tủng đâu là chở đứa con rồi cua con mẹ, cái nó cũng thì ổng cũng cua em đó, mà rồi. Cái em không có chịu, em nói con coi như chú của con thôi, rồi ổng nói là ổng coi nhỏ này như là cháu ngoại, ổng cũng chở đi mua xi vậy đó, cũng mấy tháng nay nó về nuôi không tết vậy đó, ổng chở đi cờ cờ vậy đó. Rồi cái sau mà bữa đó cái ổng chở gì trong nhà ổng cũng chở tắm hoài à, nó này mới 4 tuổi à, nó cũng tròn trịa lắm, phỏng phao ha, nhỏ này 6 tuổi nè mà nó cũng tròn vậy đó. Vậy chở ổng chở chổng cái như là ổng làm rồi ổng sợ cái gì đó, cái ổng chạy cái đường nhỏ này cầu trên nhà nó là ổng tới đó ổng làm lộn như ổng nói nhỏ té vô đó đó, bữa lại đây chụp hình rồi như là ổng nói nó té trúng cái bằng đạp, ổng chạy xe ông ra này nè, chạy chiếc quay vậy nè, té chỗ gác chân hả? Ý là ổng làm nó bộ ổng làm cho té vậy đó, đang khóc đang cho ta biết như đó, là tới như đó dựng người ta trường giả vậy đó. Ừ, như là tới đó như ổng làm bộ vậy đó, rồi ổng nói là nhỏ té ta cũng nghe khóc chỗ đó nữa, nó nhỏ này khóc chỗ đó dữ lắm rồi đó, cái về giống như nói mà chở đi như té là, rồi cái về nhà cái nhỏ này mới tắm nhắc đó cũng 4 giờ mấy 5 giờ rồi, nhỏ này nó tắm nó nhỏ nít này nó còn đau quá mẹ ơi, nhỏ này nhỏ mẹ nó thường ngày nó đâu kìa đó, nhỏ đó nó mới chạy nhà đó. Mà nghe nói là nó vô tới nhà là nó khuỵu xuống luôn rồi, nó đuối rồi đó, đó là cũng như là nó đau lắm rồi đó. Ừ, hai ba ngày nay nó không ngủ được, nó nói đau người hay chồng chở đi ngày hôm qua cũng đi, nhỏ này cũng nó cũng không có tiền, còn nó bông hết tiền ăn rồi nó mới đi ra ngoài tiệm vàng rồi đây nè, nó nói nó đi cầm nó bông, nó nói là sao con em nó vậy, nhỏ tiệm vàng nó tội nghiệp, nó chưa đi hưa đi, như là nói ông này vậy đó, rồi nhỏ này nó dắt đi với mới đầu đi xuống xã thưa là xã nó đi liền, xã nó bắt vàng đi với huyện, đi vô với huyện rồi huyện nó qua bên đưa bên pháp y khám, là nó cứ nghe nói là qua ngày sau nó tràn cái dịch ra luôn á, tràn dịch ra luôn là cái dịch sớm, ông sớm đó đó ông mới chụp hình ông gửi ông huyện đó. Ôi trời ơi, hiện ra nước vàng ướt ướt đó, trời trời trời, không phải chèn chèn cái vụ kia đó. Ừ, người ta muốn chụp hình người ta mới gửi xuống huyện, nghe mà bạn nói mà thấy đau lòng luôn, mà khủng khiếp luôn mà tới giờ nhỏ còn đau, nó không có ngủ được, trời ơi trời, không lại nó ốm ốm hả, trời nó sao ốm, nó còn ngủ không được thì cũng ốm, ngủ không được mấy ngày trời, vậy là như cái tuổi này á, cái độ ám ảnh nó chưa có, nhưng mà cái đau đớn á thì nó sẽ còn. Ổng khai như là đi xuống với xã với ổng khai thì ổng nói ổng dùng tay không à, mà ta khám có rồi đó, có dịch cái con nhỏ nít này xuống xã hỏi nó mà nó nói ông ổng đưa cái cây thịt, đúng rồi. Ừ, mẹ nói luôn á là ổng đưa cây thịt vô. Ừ, ổng đưa cây thịt vô. Trời, rồi thêm cái nữa anh chị, nghe nói là đưa sâu nữa chứ không phải đưa cạn nữa đó, nên khủng khiếp luôn trời ơi. Nó kể gì đó, nó ông Năm đưa cái thịt vô con. Thì đi dưới người ta hỏi thì nó nói nó đâu biết gì thì nó thì thấy sao nó nói vậy. Mà bé chắc cũng thấy cái tuổi này là tuổi ngoan hiền ha. Bé ngoan không chị? Dùng cái máy gì đây cũng mấy tháng rồi ở nhà không có gặp. Chạy tới luôn đi chơi. Nhìn không dễ thương. Quá đau đớn. Vậy là mấy bữa rồi, từ bữa nay là mấy bữa rồi chị? Bữa nay cũng 4 năm ngày. 4 năm ngày ha. Mà ổng bị bắt là bữa nào? 5 ngày, 6 gì đó. Thì cũng 5, từ 5, 6. Ủa, giờ 5, 6 ngày rồi. Mà ổng bị bắt là bữa nào vậy bà? Thì mới cái bữa... Bữa nay là Chủ nhật nè. Cái bữa là nó bị phải không, là sáng bữa sau là nhỏ này thưa là ta bắt ổng luôn. Bữa trưa là bắt luôn. Vậy là cũng 5, 6 bữa rồi ha. Bữa 6 ngày.
đây bên quay YouTube. Cái băng ngày qua nè. Hoàng Vũ với Văn Nhiệm. Quan Nhiệm. Hai bạn. Không đâu quá. Nữa, ủa sao biết nữa? Tại từ quá coi cái nít chứ đâu. Trời. Ai vậy? Mà xem nè, mà xem Phong Râu á là xem cái gì? Coi mày nói em bé bị. Dạ dạ. Rồi có coi cái gì nữa không? Không, mới coi. Vậy là mới biết Phong Râu à? Mới biết Phong Râu. Hai thằng gửi hôm qua tới là bạn. Ờ, à, dì Tư điện cho thằng Tâm Gồm. Dạ. Rồi Tâm Gồm nó ngoài quế dạ, rồi cái thằng Tâm chắc điện cho hai này giờ lên. Dạ, thiệt nhóm mà. Ờ, nguyên nhóm phải không? Dạ. Rồi điện cho nhỏ em sớm chỉnh nó mới dắt quay ngày qua nó lên xuống, đi xuống nhà du lịch đó. Thì rồi nó có ai quay thì cứ cho quay đi. Dạ. Nhiều kênh có tài nhiều. Dạ. Bị hoàn cảnh quá khổ quá. Mà tưởng nhau đơn giản luôn. Bây giờ mình ở đây ổng nằm ở chăn chuồng nằm về bãi. Người nhỏ này bị như vậy nó tinh thần thể xác rồi cha mẹ sao không được còn được ổn định. Dạ. Bởi cảnh nè. Tiền bạc tả tà le. Nhờ qua hàng đó cho được 2 triệu. Đi khuyên tiền cho không nè. Hết tả lại tư hết không có tiền mua tả. Vậy giờ đi khuyên tiền thêm nữa hả? Ờ khuyên là lúc trước á, mới đây nữa nè. Thì cứ hết tả hết sữa thì xin thì mình cho. Đi vòng vòng sớm triệu như ngoài vậy đó. Rồi hôm đi cái vài triệu cái đi nhà thương 2-3 bữa hết chứ về chứ ở đây đâu có nhiều đâu cứ. Rồi tao cái vụ khuyên tiền thì thường xuyên. Nhờ bà này bệnh ung thư, bà kia đau vú thì tà le chứ. Chết bữa hổm hết má cũng đi làm từ thiện. Ờ đi xin không ai chứ mình dòng ai cũng cho, nào ngay cho mà mình tư không có biết, tao không có biết vụ này. Cái Thi nó chị có số quan tâm không mấy bà điện coi. Điện nó ở ngoài quế nó đi can thiệp vụ giao rồi. Giao, ờ đúng rồi. Cái vợ chưa gì á? Chưa. Ừ, rồi mày cưng cái vụ mà bà muốn ung thư lắm có khi nào mình làm thuốc gì mà được không? Ung thư vú. Hoàng Mạnh cũng khổ, bây giờ nhà trong đổ nát rồi, giờ đang lo thiết cho bả lợp nhà mà mấy ông nội đó sao hứa hoài nữa nè. Thôi đừng có nói mấy ông nội, bỏ cái đó qua bên đi. Cái đó bây giờ mình bả khổ, nói thật là bây giờ bông thư vú bây giờ nói mẹ đi, giờ cái vú bả nó tài lè ơi. Rồi mà gần đây không? Gần con bả. Thầy nè, một hồi ở đây xong đi rồi. Dẫn đi. Đây chị Tư dẫn lại đặng. Ừ. Dạ. Xong mình điện Tư. Cái máy tao bỏ nhà sạc xem mơ vậy. Nhà bắt sắt bên. Thôi đi mình bước lại cái quán cơm nè. Dạ, ở đó đường đầu đường nó giờ. Lại hàng với nói từ đập gái là ta ai cũng biết thôi. Rồi, cái miếng bản đại lý Minh Thú đó. Chút mình là đặng gặp tao tao ngầu đắng. Quay đi. Quay em sáu thì chút là đó mày hỏi nó có bà Tư Hằng ở đây không là cái mấy đứa nó kêu. Tao đi xe cạc, tao đi xe mờ giờ đi bộ, không phải chạy xe, tao chân dắt lại đảo đi thôi, đảo lại. Dắt lại nhà con... Ông giờ lại nhà bà đi cái đảo lên. Mà giờ trước khi đi nè, giống như là những cái thông tin hôm qua đưa đó, mà có còn thiếu cái gì nữa không? Bà có cung cấp gì nữa không? Tao cung cấp nó nhiều, cũng như là bây giờ mình thấy ở sớm. Thì mình cũng bức xúc vụ con của em Hồng. Yeah. Thì cũng lên thằng ấy nó bắt tao ngầu, tao cũng trình bày nội dung chút đỉnh rồi. Yeah. Rồi thôi bữa nay mày mượn người khác đi. Ừ, hả? Mặt đẹp đó lên lên không đi lên hình hoài chắc được cái giả gì mặt đó là nổi đằng 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 con Mai Đình chút mượn Mai Đình đi nó cũng biết sự việc kêu nó cãi là gai không Mai Đình nó cũng có dây có nhà đó tao lên kênh hoài tao mới mắc cỡ với mẹ không phải bây giờ cái hồi hôm qua ngay chỗ Hồng với Bảo Ngọc á thì đã Vũ với Nhiệm á nó đã nói nhiều trên đó rồi. Còn cái ông nội kia đó là biết chính xác ổng không? Biết ông Nam Vũ, ổng ở đây là cũng như ổng tới lui ổng dắt con Bảo với con Ngọc đi chơi rồi tới lui rồi ổng cũng tiếp là con Hồng là đỡ lên đỡ xuống vàng Hồng. Yeah. Cái ổng đi bắt cá rồi này kia ổng hiền lắm. Mà ông nhậu làm như là ông quỷ dục ông đã tới thời kỳ trời ơi. Rồi cái ông tắm rửa làm như tới đó ông mắc kiểm soát đó bữa đó mấy công mà phải chi ông một lần tắm đâu nghe nói tắm từ đó giờ rồi mẹ ông tắm hoài à nè bà bữa đó gì nè ông nhậu ở đâu ông trời ơi vậy là có ma men này ông phim ông cởi lại nhậu với vườn xài nữa chừng ông rồi về đó về cái con nhỏ này gặp ông nó chạy theo à mở mắt má nó chưa thức thì nó chạy vô tới chổng à bữa thì kiếm ông mến ông lắm rồi. Cái bữa thì xuống xã nó còn kêu ông Năm nữa tinh thần bữa đó chở về quay hiện trường chạy vô mừng ngỏ ông Năm trời ơi trời mến lắm. Mấy cái kiểu đó rồi luôn cái tiếng kêu đó lương tâm nào chịu nổi trời thì mà công nhận ổng ha nào ngay đi
Đúng rồi, cũng còn ma men đó, còn lý trí nữa chứ hồi nào giờ hôm nay ta nói mày chưa nít lộng ngựa hiền dữ lắm mà ông không nhận trời cũng ít mà đi như con người là một phút mà giống như là mất kiểm soát ha, là nông nổ nó khổ lắm đó, mày định nó hơi lên hình nó đi, nó gành gã lắm. Nó bữa ngày qua giặt da thì nó bớt sưng rồi, nó còn nâu thôi. À, bữa đó thì gia đình ta nghèo lắm, ta lợi cho có 500 ngàn, cái tư cũng biểu thôi đi con đi mà chở em đi xuống chăm xá chích thuốc với uống thuốc cho nó đừng có bị viêm. Bị viêm. Bữa đó cha nó chị nó cha ơi đau chim quá cha đau chim, cha nó đâu biết gì. Cái cha nó mới hỏi rồi kể cho nó nghe, nó hiền khô à. Nó nhà ổng đâu tôi thôi đi cái lính bắt nhà ổng gì nữa cha ơi. Thì công an chút xíu nên làm liền. Chứ người ta đâu có để nghe đó rồi. Quánh chết liền luôn à. Để ở ngoài là có chuyện đó nghe. Cũng nhìn nó cái cưng á. Dạ. Bởi vì nó cũng ngoan lắm mà đều tội nghiệp, nhìn nó cái mình muốn khóc rồi. Tội nghiệp đó nó nhỏ quá nhỏ. Nó gặp mình nó mến nè, lợn hơn cưng nghe lăn xăng mày kêu nay chú chở đi là đi à. Nó mến lắm. Dạ. Nó cũng dạng nữa. Bởi dạ trước thì tới là thăm nè. Không biết cái gì nữa, kệ mẹ mua bánh đi rồi hỗ trợ ban đầu đi, nhưng mà nè cũng mong là sẽ được sự hỗ trợ của cộng đồng thì cái đó, này nó quá trời rồi. Vì Tư nói bây giờ cũng như bây giờ gia đình em Hồng khó khăn, nhờ trong nước ngoài nước cô bác cũng như nhịn ăn chia sẻ miếng cơm manh áo cho em Hồng đi chút đỉnh, cũng như là mình nhịn 5-10 ngàn cũng được tặng lên cô bác chia sẻ cho gia đình chú Sáu Hổ. Cũng nói lòng đúng rồi, mình đi tới cái này rồi mà mình còn cái người cha nữa nó đi làm hồ nợ, lúc kia cái nào bán lợi cái vợ nó đẻ là mổ nữa đó, nó không có tiền bán lợi rồi cái hỏi tiền tháng người ta và trả đâu đủ, giờ lờ lãi tháng nó không có 10 triệu nữa đó. Rồi bây giờ thằng này mang hồ của mình nói giờ nó bỏ gì nó già nó mày thấy khổ không? Bởi giờ vì Tư xin cũng như cộng đồng mạng gì đó quay bên tupper này cũng như xin tiền có trả nợ với cái nhà là ở đậu. Mình đâu phải mình xin cho mình đâu, mình xin cho bá tánh mà. Rồi đang cắt cái nhà cho nó. Bây giờ cái nền này thì người ta đứng tên cái nhà chữ thập đỏ cho, mà mốt người ta đuổi ra thì dỡ nhà đi cắt đâu. Vậy là cái nhà thì chữ thập đỏ cho. Mà cái nền là của người ta. Vậy giống như là cũng như giờ nó gành cho nghe là cũng như bà ở với bà này. Vợ ổng giờ chấp chồng nấu, cái bà dắt ổng hộ khẩu rồi bà dắt đi vay tiền 50 triệu. Khi vay rồi bà đi trốn mất tiêu tới giờ 3 năm bà không gì. Còn mua cái nền tới giờ là bà Bà bỏ đi luôn tới giờ. Bà đứng tên. Mà bà đứng tên. Thì bây giờ nói mẹ là của ta ở đậu chứ đâu nữa. Đúng rồi, ở đậu. Con của bà đứng tên. Rồi lát người ta đuổi thì mình phải dỡ cái nhà này đi. Mà nhà nó cũng giữ thập đỏ cắt nữa. Nói chung bây giờ nền này mua cũng rẻ luôn. Cũng như bị dưới này người ta kêu ông ấy kêu bán cái nền có 80 triệu à. Mà có cái nhà cây của ông chú Út. Có nhà cầu của Lét sẵn về cái mình sửa sang lại. Về tốt chút đỉnh nữa ha. Mình sửa sang lại vài chục nữa chứ gì. Thì nói mẹ cũng cả trăm mua nền nhà sửa là cũng cả trăm trong ngoài. Mà bây giờ lo trước mắt chở ông đi tiếng trên chị bệnh đi. Đúng rồi. Và chừng nào mà cảm thấy người ta cho nhiều thì mình kiếm vỏ cho ổng. Đúng rồi, giờ trước tiên ha là cho ông già. Đó, ổng hiện giờ là ổng yếu rồi. Ổng yếu cho ông có tiền trở lên kiếm trên. Cho khám chữa bệnh rồi xong đi. Bây giờ là vòng vòng đây là không có tiền. Người ta kêu về đi tiếng trên tiền đâu đi. Rồi thí dụ Tư xin 2 triệu, 3 triệu này cái chở đi 2-3 bữa hết mệt. Trời ơi, mấy cái đó hả, nổi tiền thuốc, tiền men, tiền xe hết trơn. Tới lui hết chữ thập đỏ chuyển lên. Làm được 2-3 triệu chứ nhiêu. Rồi cái lấy quay hết rồi. Hết tiền đi phiên nữa. Sớm này thì mày tính đi. Người ta cũng còn gia đình. 10 ngàn, 20, 5 ngàn rồi gì tôi hỏi Phong chứ bây giờ được. Vậy là tích góp từng chút một luôn. Từng chút một. Đó. Rồi bây giờ nói nghe, mới đi cái luồng của bà ung thư vú 12.500.000. Giờ ta mua cho bà cái bảo hiểm 805. Rồi, tốt. Giờ đưa bà 6 triệu cho bà đi thử cái xét nghiệm cái ung thư, cái bà ung thư. Thì bà bị ác tính lành tính mà quên rồi. Rồi về còn 5 triệu mấy gì Tư trao cho bà. Ta mướn xe 1 triệu chở bà lên thầy núi voi. Rồi lấy thuốc giặt cho bà. Rồi thuốc giặt uống. Là người ta không ăn tiền. Trời ơi, làm việc thiện rồi dữ ta đi vậy trời. Tàu lao tấu ngày vậy đó, không có nhà, bởi nhiều khi. Ủa, bà nói, ai nói bà đó làm tàu lao? Tao đi, người ta nói với người ta nói, ta làm tàu lao đó. Đi tàu lao, người ta ghét. Mẹ vui, làm gì vui. Bệnh xin tiền, người ta nói xin gì xin hoài, không phải người ta khổ mình mới xin. Tư đâu xin cho gì Tư đâu. Mà trước khi xin tiền, phải có cái người nhà, không phải mình đi xin mình. Chị chủ tịch đó thì dắt 2-3 người đi. Chị Châu. Chị Minh Châu là cô giáo, bà nghĩ bây giờ bà làm chủ tịch bên chữ thập đỏ nè, hầu chữ thập đỏ nè. Bà đem cuốn sổ, bà ghi từ lớp, từ... Không, đi vậy là... Đàng hoàng. Đi có cán bộ đi theo mà. Cán bộ đi theo đàng hoàng, không phải mà đi xin mà
mình tự do nghe. Đó bữa đâu ai nói tôi được, bây giờ bữa đó ông ấp ông xã tôi cũng nói bà làm tốt. Chủ tịch bí thư bữa đó ngầu xã ngầu đó, tôi nói tôi xin vậy mấy ông có bắt tôi đi. Vậy là ở đây tiếng Giang của Tư dữ lắm rồi nha. Có, mình làm hước chút đỉnh. Nó là tiếng vang ba. Mới đi lại coi cái nhà Minh kìa. Dần này nó khổ nở cái nhà bây giờ dở ra không có. Nói xin Tư là đinh gia chì mà có ông kia hỗ trợ đinh gia chì, còn mình cho thiết bị ca gì chỉ dần. Nó đau bệnh giọt rồi nhót, nó cắt lên thờ ba rồi mẹ nó rồi em nó. Một mình là cài cho tất cả luôn. Nó cài tất cả mà giờ nó sủi nó không làm gì được. Giờ nó có cái nhà dở ra chưa xong rồi. Rồi bây giờ nè chút nè em xin số của Tư đây. Còn bây giờ sẽ đi lại mẹ đã chút tôi về tôi lấy cái máy lợi ở đây đây. Rồi thôi. Tôi đem máy lợi rồi bấm vô luôn có gì điện trực tiếp. Không, em để về nhà tôi lấy cái máy lợi tôi sạc rồi không có nhớ. Bây giờ á là sẽ đi lại chỗ nhà của em Ngọc. Em Ngọc, bé Ngọc á thì mẹ tên Hồng đó, ông cha mới đi ngang đó. Đó. Đây thì hãy đăng ký theo dõi nha. Phong sẽ truyền tải một video khác, hãy đăng ký kênh theo dõi. Phong xin chào. Chị Hằng. Ơi nãy giờ tôi gặp hai chồng mẹ.